Lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá toàn tổ quốc. Hôm nay em tục lên trên một clip mời cây câu nha anh em. Mời cây câu này là mời cây câu bạo lực có, đánh cảm giác có. Phần bên đây là phần hàng hệ nha anh em, hàng của đây qua. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất là em chảo. Cây thứ nhất là một cây Ryobi nha anh em. Cây Ryobi. Đó. Cái này nội địa nha, UV nội địa. Sẵn găng guốc luôn. Sẵn tới ngọn nha anh em. Phen nó là phen gold đó. Có phen này, phen đời 3 thì em đi thay phen nha anh em. Đó, thay phen lại. Và thay phen nó thay phen. Thì đây, đó, phen nó có xấu một tí. Bán sôi cho anh em xem luôn. Hàng hai da sẵn cuộn cuộn luôn. Sáng con gắn nha nè. Cây này thì độ cứng là độ cứng thắt nha nè, 3m6 độ cứng thắt, giờ tầm khoảng 80 á. Cây này chia cho anh em đi câu chép, câu cha, câu chê, đánh chim cũng được. Cây này thì nặng 500g, đọt là 2 ly 5 nha nè, đọt 2 ly 5. Giá công khai cây này là giá 700k nha mọi người. Đó, cần còn rất là ok nha. Phen là phen gold đó, có cái phen đề 3 là em đi chỉ lại thôi. Bát Fuji, phen Fuji đó, hàng của Ryobi, hàng khá cứng tầm khoảng 80, đầu cứng hắc tầm khoảng 80. Rồi, giá công khai là 700k cộng ship nha mọi người. Cây số 1 700k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một dạng cần đánh cảm giác nha mọi người. Cây này là cây Ryobi. Ngoại hình còn rất là mới luôn. Hàng chất liệu là chất liệu carbon, phen bát Fuji, Ryobi thương hiệu nội địa Nhật như này, mã có đầy đủ. Cây này dài 3m6 nha. Cây này thì carbon toàn thân, tem đầy đủ. Cây này thì nặng 300g, đọt 1 ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 30 nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 30. Cây này thích hợp cho anh em đi câu cảng bè, bè thiền, bè kè, dạng đánh cảm giác, đánh thanh cháp, câu cha, câu chê, câu cá chép nha nè. Rất là công nha. Độ công có thể công hình chữ C luôn á. Đọt nó khá là dịu. Bộ phen đây, bộ phen thì cực kỳ ok nha, không lỗi. Cây này lên cảm giác khỏi chê luôn. Dạng cây này dạng độ cứng nó tầm khoảng giống như hai chi rồi. Cây này 3m6 đó mọi người. Rồi, giá công khai cây số 2 giá 900k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là cây này cực kỳ mới luôn, độ mới ra tầm khoảng 95%. Em soi chậm cho anh em xem. Đây cực quan sẵn nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng Ryobi cứng 50 dài 3m, cứng 50 dài 3m 3 khúc nha anh em. Độ mới tầm khoảng 95%, cực kỳ mới luôn. Rất là đẹp nha. Đây mã code đầy đủ nha anh em. Cây này chỉ xuất thị trường Nhật thôi. Đây mã code đầy đủ. Hàng sản xuất tại Korea. Các bạn mới nha, cực kỳ mới luôn. Phen cũng rất là đẹp luôn, 3m3 khúc, phen còn cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì nặng chỉ có 280g thôi, đọt 2 ly 6, độ cứng 8, độ cứng 60, là độ cứng 50. Giá là 1,2 triệu nha anh em. Cây số 3 giá 1,2 triệu, cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn. Phen đen nha nè, phen Fuji đen luôn. Đây, đóng Fuji nha. Soi gần nó cực kỳ đẹp nha nè, sơn kim tím bạc. Rồi, giá công khai 1,2 triệu nha. Anh em cần thì báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem cây này. Tiếp theo sẽ là cây số 4, cây số 3, cây số 4.
Cây số 4 là một cây cần của Navigato. Đó, một cây cần cứng 30, dài 3 mét, hàng Mercedes-Benz. Cây này là một cây Navigato nội địa Nhật, super carbon, siêu carbon. Bass là bass Fuji nha anh em, bass Fuji tam vàng. Fan là fan Fuji luôn. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Chỗ này là keo thôi nha. Đó. Bình thường. Fan thì em bao hỏng hóc bao đã làm nha. Anh em về kiểm tra mà thấy hỏng hóc vỡ lầm thì báo em liền. Hàng thì hàng sẽ sắn nha anh em, sắn từ gốc đến ngọn luôn. Anh em có thấy nó sắn. Cây này nội địa Nhật, dài 3m, cứng 30, Navigato, ngoại hình còn rất là đẹp nha, carbon sắn. Anh em có thấy nó sắn. Ngoại hình còn rất là ok. Cây này chia cho anh em đi câu chép, câu tra, đánh cảm giác. Tem nội địa nha anh em. Đây khúc này nó sắn đây, sắn giờ gà nhắm da luôn, nhắm tay luôn. Độ cứng ra tầm khoảng 30 nên cảm giác cực kỳ ok nha anh em. Độ nảy nó rất là cao nha, hàng nội địa Nhật, đánh chắc là rất là chắc tay. Cây này thì nặng chỉ 240g thôi, đọt là 2 ly, độ giá là 700k nha anh em. Cây số 4, dài 3m, cứng 30. Đó, giá là 700k. Fan cực kỳ ok nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng của Mỹ nha anh em. Cây số 5 là một cây hàng của Mỹ. Đó, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Chân đen, đá xám. Bát là bát Fuji nha, bát Fuji. Đây, anh em nào biết cái hương hiệu này, Uglitis. Đó. Uglitis nha anh em. Cây này dài 2m7, độ cứng tầm khoảng 30-50 nha anh em. Dài 2m7, cứng 30-50. Hàng carbon thắng, sắn. Đó. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp, đọt sợi thiết tinh. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình thì có xuất sắc ra thời gian nha, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đó, anh em nào đã đánh qua hàng Ugly thì khỏi nói, khỏi bàn. Cái này dài 2m7, cứng 30-50. Thì anh em lấy đánh chép cực kỳ đã nha anh em. Đọt đọt tháp nên đọt nó dịu nè, thấy không. Em nhắn hết tay xuống luôn nè, đó. Công sẽ công mình chữ C. Độ dịu cá, độ dịu theo con cá rất là cao nha anh em. Rất là ít để xảy cá. Cây này thì nặng là 380g, đọt là 2 ly 9 nha anh em, giá là 800k. Một cây Uglitis, hàng nội địa Nhật, hàng Mỹ nha anh em, thương hiệu của Mỹ. Cây này thì em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em, sắn khỏi bàn. Đây, ngoại hình thì có xuất sắc nha. Rồi, giá công khai là 800k cộng ship nha anh em, cây số 5, 800k cộng ship. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Tiếp theo sẽ là những cây hàng của Daiwa. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đó. Hàng này hình như là chưa qua sử dụng luôn, cực kỳ mới nha anh em. Hàng carbon sẵn nha anh em, sẵn nổi găng luôn. Bass là bass Fuji FX7. Fan là fan Fuji Dạ Quang. Hàng này thì thương hiệu là Viking nha anh em. Cần Viking. Cây này cứng 30, dài 2m1. Đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Fan cực kỳ mới nha anh em. Cần này chưa có sử dụng, chưa bị muối ăn luôn, chưa đóng muối luôn, cực kỳ mới luôn. Anh em câu cá mè, câu cá mè cha, câu cháp, câu tôm lấy độ cứng này đánh cực kỳ ok nha. Đây nó sắn khỏi bàn nha anh em, sắn từ đất đến ngọn luôn, còn cực kỳ mới. Phan Dạ Quang nha, gỗ phan thẳng băng, cán mái chèo. Đây qua tem nội địa nha anh em, cái này nội địa nha, Viking. Cần này thì
nặng là 220 g, đọt là 2 ly 3, độ cứng 30, dài 2m1, giá công khai là 900k nha anh em, giá 900k, cái số 6 giá 900k nha, cộng xếp cho mọi người. Hàng còn cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây hàng hệ. Thì gốc này anh em nhìn sẽ biết cây này là một cây cần Kenjaki nha anh em, cây Kenjaki đời đầu. Kenjaki đời đầu. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Sẵn tới ngọn đây, đó, carbon nha anh em. Kenjaki cứng 50, dài 2m1. Cực kỳ đẹp. Ngoại hình thì khá ok, nó ra tầm khoảng 90-95% nha. Tất cả fan đều ok hết. Tem nội địa đây. Cán là cán gỗ. Chỗ này nó có xước sát tí nha nè, do quá trình vận chuyển á, không thể tránh khỏi rồi. Cán thì còn rất là đẹp nha, giữ được nguyên lớp sơn zin luôn. Tất cả những hoa văn vẫn còn, bát fuji còn. Fan là fan fuji dạ quang nha anh em. Fan fuji dạ quang, carbon sẵn nổi. Dạng đời đầu này anh em đánh bạo lực vô tư, đó, tao hồn mà đánh, cảm giác cực kỳ luôn nha nè. Cây này thì cứng 50, dài 2m1 thôi, đó, cứng 50, dài 2m1. Nặng thì sẽ là 340 g, đọt là 2 ly 7, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu cộng ship. Cây càng cực kỳ đẹp luôn của Kenjaki. Càng hàng hệ này thì anh em đã biết rồi, khỏi cần giới thiệu gì nhiều. Hàng ok nha anh em, bô ok nha, hàng nguyên zin. Rồi, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo vẫn là một cây hàng cực kỳ ok đó, một cây hàng cho anh em đánh xịn sò. Cây số 7. Cây số 7 là một cây cần Daiwa Hokage. Hokage Daiwa. Cây này cứng 50 và 27, carbon sẵn nè anh em có thấy. Đó. Qua điện thoại mà thấy nó sẵn gì khỏi bàn. Cây này thì ăn tiền dàn phen này. Cây này là hàng của Daiwa nha anh em, hàng Daiwa Holy Lock. Đó. Hokage. Cái này sản xuất tại Korea. Đó. Xuất cho riêng thị trường Nhật thôi nha anh em. Mã code đầy đủ nha. Đó. Cái này sử dụng dàn phen là dàn phen anh em bảo là dàn phen nòng súng, dàn phen biển gì đó. Ngoại hình thì vẫn có xuất sắc nha anh em, càng đã qua sử dụng thì vẫn có xuất sắc. Hàng đây qua. Đây, phen nòng súng nha anh em, phen Fuji, bát Fuji. Càng cực kỳ đẹp luôn. Carbon sẵn nè. Đó. Đây phen đây anh em. Phen Fuji nha anh em, phen nòng súng Fuji nha. Đó. Bô là bô chống sắn luôn nha anh em. Đó. Dàn phen này mà xách ra là chịu ngoài rồi. Đó. Còn sẵn nha anh em. Sẵn tới đọt luôn. Càng cực kỳ mới luôn. Soi cận cảnh cho anh em xem luôn á. Năm cứng 50, dài 2m7. Test đọt cho anh em xem. Đọt khá nảy nha anh em. Cực kỳ nảy luôn. Cứng 50, dài 2m7, nặng là 350 g, đọt 2 ly 1, giá công khai là 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu. Dàn phen cực kỳ ngầu nha anh em. Anh em đánh cha, đánh chép nè, đánh lăng xê, lấy cái này về đánh cực kỳ ok luôn. Cực kỳ cảm giác luôn á. Phen Fuji nha mọi người. Cái này dính bụi nè. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 1,8 triệu, 1,8 triệu cộng xếp nha anh em. Phen khỏi cân bằng. Anh em cần báo em chụp cận cảnh nha. Tiếp theo là quẩn là một cây hàng hệ nữa, một cây hàng của Daiwa. Cây này thì chuyên anh em săn biển, đánh biển, săn hàng. Cây này cứng một cây Daiwa Kenjaki. Hàng độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em, 95%. Đây, gốc này nè, giữ được màu sơn nó rất là ok rồi. Soi ngoài lưng cho anh em xem. Tem nội địa.
buông chống sắn luôn, dạ quang luôn. Đó, ngoại hình cực kỳ mới nha anh em, cực kỳ mới luôn chứ không có phải mới nữa. Đó, fan này như là chưa qua sử dụng luôn, chưa bị muối ăn luôn. Cây này là cứng 120, độ dài 2m7 nha anh em, cứng 120, dài 2m7. Anh em đánh biển đánh đáy nè, câu máy ngang máy đứng gì rất dứt ra ngoài đánh. Đó. Hàng này là hàng nặng rồi, đó, đánh bao lực rồi. Khỏi bàn. Fan nè. Thấy không? Dàn fan nè, chưa qua sử dụng luôn. Đó, chưa bị muối ăn luôn nha anh em. Đó, cực kỳ mới luôn. Đó. Bóng lưỡng luôn, bóng láng luôn. Cây này cứng cứng 120, dài 27, sâu của dàn fan cầu dạ quang. Đó, fan Fuji luôn nha mọi người. Đó, fan cầu dạ quang Fuji luôn. Mới ken xà beng luôn. Cây nặng 500g, đọt là 3.8 ly, giá là 2.1 triệu nha anh em, giá 2.1 triệu. Cây số 9 2.1 triệu, cực kỳ đẹp nha anh em, cây này đẹp lắm, đẹp luôn. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem, soi từng ly từng tí luôn. Đó. Hàng này hàng carbon nha anh em, chứ không phải hàng fit pa nha, hàng carbon nha. Đó, sập carbon sắn găng nè, đó, đẹp lắm, giá 2.1 triệu. Đây, cây số 9 giá 2.1 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 10. Cây số 10 này thì một cây chiên anh em có lăng xe chép cha hành. Đó. Đây. Cây này là một cây cần quẳng cần hàng hệ của tay qua nha anh em, carbon sẵn 2 da. Đây, xước sát tí nha anh em. Xước cái này do trong quá trình vận chuyển á, phèn nó cắn vào thôi. Đó. Hàng sắn 2 da nha nè. Đó, đây qua Carrocross gì đó. Đó. Hàng 2 da nha mọi người. Đó, đây, có xước sát nha. Đó. Xước sát, báo anh em xước sát. Hàng cực kỳ đẹp nha. Cái này thì sản xuất tại, để mình xem đây. Hình như cái này sản xuất tại Taiwan hay á. Đa phần thì hàng này sẽ sản xuất tại Taiwan nha anh em, hàng sản xuất tại Taiwan, một cây Taiwan, hàng hay da, hàng hệ của Taiwan, sản xuất tại Taiwan nhưng nó chuyên cho xuất thị trường Nhật thôi nha anh em. Đó, hàng cực kỳ ok nha anh em. Đó, hàng carbon sẵn hay da. Cây này thì độ dài và độ cứng rất là lý tưởng nha anh em. Cây này dài 3m, cứng là 50 và 80. Đó, cứng 51 đọt, cứng 50, một đọt cứng 80, hai đọt nha anh em. Nguyên zin nguyên kiện, không độ chế gì nha. Đây, hai đọt đây, fan cực kỳ ok luôn. Đó. Hàng này hai da, dạng hai da này anh em đánh cảm giác thì khỏi bàn. Đọt là đọt tháp nữa chứ. Đó, đọt tháp nha anh em. Hai da mà đọt tháp nữa, đánh cảm giác độ nảy cực kỳ ok nha anh em. Sổ hũ dần fan Fuji, bass là bass Fuji nha anh em. Cái này nặng là 320g, đọt là 2 ly, cho độ cứng 50 và đọt 2 ly 4 cho độ cứng 80 nha anh em. Giá công khai là 1.4 triệu cộng ship. Đó, 1.4 triệu cộng ship. Một cây cần chuẩn thông số luôn, đó, dài 3m. 3 khúc anh em để cốp xe ô tô cũng được, đó. Dạng này thì anh em đánh cha, đánh chép, đánh chay, câu biển cũng rất là ok. Đó. Đây qua sẵn hai da. Rồi, giá công khai 1.4 triệu nha anh em. Đó là tổng cộng 10 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, chào anh em nhé.